Anh em, chúng ta đã ngắm chiếc ghe ngò mới của bốn mặt gần như đã hoàn thiện để đến với Âu Bốc 2024 Festival đua ghe ngò lần thứ 6. Và chúng ta cũng đã nhìn lại chiếc ghe ngò cũ đã cùng anh em bốn mặt tạo nên rất nhiều thành tích. Hôm nay, cùng với Quốc Khởi, cùng với sư trụ trì, chúng ta sẽ đến nhà trưng bày xem bộ sưu tập của ghe ngò bốn mặt. Trong đó có những kỷ lục mà Quốc Khởi nghĩ rằng không biết đến bao giờ mới có thể bị phá vỡ. Và chúng ta cùng với sư trụ trì đi xem nhà truyền thống nơi để những thành tích của ghe ngò bốn mặt. Chúng ta biết rồi, nhắc đến ghe ngò bốn mặt là có thể nói là chiếc ghe số 1 của thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21, từ năm 2001 dài đến 2011 thì chùa ghe ngò của chùa bốn mặt rất nhiều thành tích, có thể nói là thành tích số 1 của làng ghe ngò Sóc Trăng thời điểm đó. Ở khuôn viên mình giờ ở đây đẹp quá trời chủ trì. Dạ, trời ơi, làm lại rộng rãi, cây xanh đẹp quá. Cái ghe của mình đóng năm nay có khác gì do với ghe mình đã giành nhiều thứ hạng không chủ trì? Khác là nó khác chút á, khác cái chỗ nó dài chút. À, năm nay mình đóng ghe dài hơn. Dài là khoảng khoảng nhiêu, khoảng 32 33 gì không chủ trì? Vậy là ghe, khác với ghe, cái ghe kia là mình đóng năm đây còn nhớ rồi, năm 27 mét. Dạ, ghe cũ 27 mét nhưng mà đóng năm nào ạ? 2001. Dạ, bắt đầu mình rất nhiều thành tích cái ghe đó luôn. Dạ, 2027 mét thì năm nay mà mình đóng khoảng trên 30 mét. Nhưng mà cái độ dày của dáng này nó là có khác gì so với trước không chủ trì? Không như nhau hả? Con thấy các ghe sau này thường đóng hơi mỏng hơn chủ trì. À, mình vẫn đóng dày như trước nhưng có cái dài hơn. Ôi quá trời rồi. Rồi, chúng ta đã tới nhà truyền thống phía sau chính điện của chùa Bốn Mặt. Trời ơi, anh em nhìn nè, Quốc Khởi rất là may mắn khi được sư trụ trì hướng dẫn vào đây, còn cảm ơn trụ trì rất là nhiều. Rồi, chúng ta nhìn rất nhiều, cái này là những giấy khen về cửa chùa, ban trị sự, giáo hội, rồi chùa hen. Bên đây là bên đây mình mới ghe ngò nè ha trụ trì ha, hai bên to quá trời rồi. Rồi anh em mình ngắm từ từ ha về những thành tích của ghe ngò chùa Bốn Mặt. Còn nhớ là ít gì cũng mà hơn 10 chức chủ tịch đó. Bên 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 nào trước chủ trì, bên ba chủ trì có theo thứ tự không? 9, 10, 11 nè. Dạ, 12 nè, 13, 14 nè, 14 chức chủ tịch. Chị chủ trì mình có theo thứ tự không? Bên đó qua đúng không? Rồi, coi là mình biết rồi hả? À, con thấy năm nè. Rồi biết cái đó. Rồi con thấy nè. Rồi. Dạ, đây 2001. 2001 đại đầu tiên là đại hội thể dục thể thao lần thứ tư của thị xã Sóc Trăng, thời đó là thị xã hay chưa là thành phố để chủ trì. Năm 2002 tặng hạng nhất đua ghe ngò. Rồi đây là thành tích đầu tiên của chùa Bốn Mặt. Rồi chúng ta xem tiếp. Quá trời. Đây là Ốc Bốc nè, lễ hội bốc đua ghe ngò truyền thống tỉnh Sóc Trăng năm 2002, giải nhất. Cái kia là giải nhất của thành phố, của thị xã rồi, còn cái này bắt đầu giải nhất của tỉnh là chủ trì. Đây nè, người ta thấy nè, lễ hội bốc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng 2002. Dạ, rồi là thấy nha. Rồi tới đồng bằng sông Cửu Long. À, sau khi mà mình giải nhất tỉnh là mình đến đồng bằng sông Cửu Long nè. Hay là cái giải này trước rồi. 2002 đồng bằng sông Cửu Long là 26 tháng 4. Ốc Bốc mình là tới tháng 11 lận. Vậy là cái này trước. Nhưng mà đây là cái giải đầu tiên của tỉnh ha. Giải nhất 2002 thì chúng ta là đồng bằng sông Cửu Long. Rồi, giải nhất 2003, 2002, 2003. Giải nhất đồng hàng Nam lễ hội Ốc Bốc. À, cái này là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Rồi, cái này là Ốc Bốc. À, 2003 luôn nè. Rồi vô địch nè, Ốc Bốc 2005 luôn nè, 2004 là ba chức vô địch liền rồi đó. 2002,
203, 204 là chúng ta thấy trong đây rất nhiều, nhưng mà trong đó là có 3 chức vô địch liên tiếp của Âu Quốc. Cái điều mà mấy chục năm nay là gần như chưa có gan ngò nào làm được. Chúng ta thấy là hai gan ngò của Thành Trị, ông Khôi và Phong Kiến Trắc đều có cứu đúp, có nghĩa là hai lần liên tiếp, và hai đội này đều đang cố gắng lần thứ ba. Thì mấy mươi năm trước, những năm đầu của thế kỷ 21, chúng ta thấy là Bốn Mặt đã làm được điều này rồi. Chúng ta có xem còn hay không. Vậy là chúng ta đưa gan ngò truyền thống tỉnh Sóc Trăng ở bốc 2005. Như vậy là chúng ta không phải là 3 lần liên tiếp, mà chúng ta là 4 lần liên tiếp luôn chủ trì ơi. 4 lần liên tiếp, vô địch 4 lần liên tiếp nè. 2005, 202, 203, 204, 205. Rồi trong 205 thì chúng ta vô địch cái giải 34 nữa. Bây giờ còn kiếm tiếp có 2006 không? Coi 2006 mình có vô địch không nha. Bây giờ là mình là 4 lần liên tiếp vô địch rồi đó. 6 thì vô địch 6 gì? 2006 gì? Đại hội thể dục thể thao, ban tổ chức môn đua gan ngò. Cái này có tính vô là lễ hội bốc của mình không lúc đó đó? Hay là có thể thao hay là giải này giải đó ấy. Cái này có phải là giải ốc bốc không nè? Ban tổ chức lễ hội ở Hồng Bốc đua gan ngò truyền thống 2006 mình giải 3 chủ trì ơi. Đây nè. Nè, rồi 2006 bên đây nè. 2006 bên đây á là cự ly 1200m. Đó. Cái này là đại hội thể dục thể thao, nhưng mà con không biết đại hội thể dục thể thao này có ai phải nằm trong không. Đại hội thể dục thể thao này không phải là giải ốc bốc. Giải ốc bốc của mình là tháng 11. Còn đại hội thể dục thể thao này tháng 4. Con nhớ hồi đó một năm vậy tôi gan ngò mình có hai mùa, một mùa là 34, một mùa là ốc bốc. Thì cái 34 là mình giải nhất nè, nhưng mà tới ốc bốc 2006 là mình giải ba, vậy là mình 4 năm liên tiếp đó. Rồi mình còn giải nhất đua gan ngò toàn quốc lần thứ 8 năm 2008, ngày 4/8 ngày 2008. Rồi 2011 đây là con nghĩ hình như đây là thứ hạng cuối cùng nè. 2011 mình vô 4 đội mạnh đó. Rồi là từ đó nay là mình hình như là mình không có giải nữa thì phải đó. Phải không chủ trì? Đây là hạng tư nè, hạng tư 2011. Năm này thì Phong Tiến Trắc vô địch nè. Ôi nhưng mà con cái rất là quý rồi à. 4 năm liên tiếp vô địch ở bốc. Không có đội nào làm được. Không biết là cái thời Xẻo Me Tam Sóc rồi con không biết, nhưng mà cái thời từ năm 2001 đó tới giờ đó là 20 mấy năm nay đó là chưa có đội nào làm được. 4 năm vô địch liên tiếp, rồi sau đó là những cái khác nữa nha. Ôi quá quý rồi. Đúng là thời vàng son của Bốn Mặt. Anh em mình có thể coi lại những cái video clip mà Quốc Khởi đã làm về gan ngò Bốn Mặt hen, mình sẽ thấy. Còn đây là rất là may mắn là Quốc Khởi được sư chủ trì đưa đi xem phòng truyền thống. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại bộ sưu tập thành tích của gan ngò Bốn Mặt nha anh em. Trong đó có một kỷ lục hơn 20 năm qua, và như Quốc Khởi nói từ đầu là không biết bao giờ kỷ lục này mới được phá vỡ, đó là 4 lần liên tiếp vô địch Âu Bốc. Âu Bốc Sóc Trăng 2002, 2003, 2004, 2005. Chúng ta cùng ngắm lại thành tích vàng son này một lần nữa nha anh em. Và video tiếp theo anh em nghĩ là Quốc Khởi sẽ nói về đội ga nào? Có lẽ Quốc Khởi sẽ nói về một trong những đội ga được xem như là đối trọng, đối thủ của Bốn Mặt ở thời điểm đó. Đây cũng là điều mà Quốc Khởi sẽ thực hiện lời hứa với rất nhiều anh em. Đội ga này cùng với Bốn Mặt có lần Quốc Khởi đã dí giòn, và có lẽ anh em mình cũng biết, gần giống như là ông Khôi với Phong Tiến Trắc ở 10 năm sau đó. Anh em cùng đợi nha và đón xem đội ga mà Quốc Khởi sẽ nói tiếp theo sau Bốn Mặt là đội ga nào. Tất cả cùng vui vẻ mạnh khỏe, mọi việc suôn sẻ tốt lành nha anh em. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo.